Hello tất cả anh em nha, và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilstergy đây, và chào mừng đã quay trở lại với cái story mà Bilstergy chơi đối chủ chân lý 14.5 nè mọi. Thì hiện nay mình đang có mặt trên server BB nha. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng gửi tới tất cả anh em những cái đội hình meta hiện tại đang rất là hot ở trên server BB này. Và anh em cũng có thể áp dụng được khi mà cái phiên bản này nè, nó chính thức về server Việt Nam nha mọi. Tại vì những cái đội hình này chắc chắn luôn là những cái đội hình chuẩn mà khi về server Việt Nam á, nó cũng sẽ có một cái số chỉnh sửa nho nhỏ, nhưng mà chắc chắn rồi, nó sẽ không có quá là quan ngại đâu. Và những cái đội hình mà mình đăng liên tục trong mấy ngày gần đây là toàn những đội hình chuẩn nha. Nên anh em muốn tham khảo hoặc là muốn leo rank khi mà cái phiên bản này nó vừa về Việt Nam luôn thì cứ follow kênh mình nha. Mình sẽ cố gắng mình gửi tất cả những cái meta ở trên server BB này hàng ngày nha anh em ơi. Và cùng mình cập nhật những cái thay đổi mới nhất của cái đấu trường chân lý này hàng ngày nha. Thì nó mới thay đổi một cái rất là quan trọng, không biết anh em thấy không, đó chính là cái bảng mà để trang bị cái đội xanh nó nhìn. Ui, Lister, cái Zed này luôn có ra chơi thôi anh em ơi. Hiện tại Zed này á, đang có một cái độ hình và một cái meta hiện tại đang rất là mạnh nha. Nếu như anh chưa biết thì đó chính là cái độ hình 6 đồ tể cộng với 4 linh gia Zed carry. Đồ thì có thể là đại bác, cung BT và khăn, hoặc là cái bàn tay công lý. Đó, đây là một cái độ hình đang rất là hot nha, cho nên thì chưa biết luôn. Từ cái bán này đi, nếu như mà cái này mình thắng thì mình sẽ cái tiền lại luôn em ơi. Với lại là mình cũng đang muốn fit mong một chút nữa, lấy đồ chuẩn là giết. Cái này giết đồ chuẩn thì mới carry được anh em à, còn giết không đồ chuẩn thì hơi căng á. Nếu như năm nào mà đã từng chơi cái đồ hình gọi là giết ở mùa 4 á thì anh em sẽ biết được giết có một cái đồ hình gọi là nhẫn giả với lại là gì ta, nhẫn giả với lại là giết carry anh em ơi, với cái đồ mà đại bác xong rồi cung ba ti với lại là khăn á đó. Thì cái đồ hình này cách chơi nó cũng y hệt như vậy luôn nha, nhưng mà Zed đây nó sẽ không cần bất kỳ cái đồ hồi máu nào, với lại là nó sẽ được tăng một cái lượng đam gọi là ảo chó luôn á anh em ơi, khi mà kết hợp với 6 đồ tể. Cái nội tại của 6 đồ tể này nếu như anh em chưa biết thì đó chính là tăng lượng đam và tăng khả năng hút máu với tương đương với cái lượng máu của anh em mất nha. Là máu anh em mất càng nhiều á, đam của anh em nó tăng càng nhiều, máu anh em mất càng nhiều á thì lượng hút máu của anh em nó tăng càng nhiều. Ví dụ nếu như mà anh em còn một giọt máu á và kết hợp với 6 đồ tể, con Zed này á nó đánh thường một cái nha là đầy cây. À, anh em tin không? Anh em tin không? Chứ mình thấy rồi đó. Thì vàng à, cái đồ hình này chơi cũng không cần thì vàng lắm anh em ơi, nhưng mà nó ra thì cũng được thôi. À đúng rồi, anh em chơi Zed này á, nếu như mà bị giành hoặc là bị tranh tướng hoặc là nó không ra nhiều á, hoặc là anh em bị nó cú lừa á, thì anh em đừng lo. Khi mà anh em chơi cái đồ hình này á, nó vẫn có thể dễ dàng xoay chuyển sang một cái đồ hình khác đang rất là hot luôn. Nếu như anh chưa biết, đó chính là cái đồ hình cây le kết hợp với thánh thần và một cái búp gì mà tăng khả năng tỷ lệ crit anh em ơi. Mình quên tên cái búp ở tên tiếng Việt rồi, nhưng mà tên tiếng Anh nó khá là dài và khó đọc. Tí nữa mình chuyển đồ hình cho anh em xem. Tại vì cái trận này mình thấy nè, có một người giành Zed anh em ơi. Mà giành ai không giành, giành ngay đúng ông top 1 anh em à, chịu đó. Ông top 1 cũng biết Zed tin anh. Đây vừa mới nói gặp luôn 5 con Zed à. Ông này chơi xong đó biết Zed chi chơi nổi. Zed này anh em kết hợp với đồ tể và nhận rẻ nha, hoặc là kết hợp với đồ tể và gì ta, Coolit tên em ơi. Cái đó là tên là gì ta, Cuộc giáo đúng rồi. Chơi bên BB nhiều quá giờ bên tên Việt Nam luôn mà. À dạ, ông này cũng mạnh phết nha. Đúng là top 1 có khác. Anh em là xem thay thì hãy đừng quên làm like ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều nha. Đó là động lực rất là lớn cho mình tiếp tục làm những video và gửi tới tất cả trong đó. Còn anh em nào mà muốn theo dõi meta hoặc là muốn cập nhật thêm những cái đồ hình mà giúp anh em leo rank ở trong mùa mới á, thì cứ bấm follow kênh mình. Cảm ơn rất là nhiều. Còn anh em nào muốn đặt thử thách gì hay là có ý kiến gì về kênh mình á, thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình tiếp thu và cũng như là sửa đổi. Mình đang chết sơ qua nè. Ở bên server BB này thật sự là gặp nhân tài không anh em ơi, đánh cực hay luôn. Nên những cái trận chơi trên server BB này toàn là những cái trận gọi là căng thẳng không á. Như mình đã nói thì cái đồ Zed mà có đồ chuẩn á thì nó có thể xoay chuyển được sang cái bài cây le được rất là dễ. Tại vì đồ Zed với lại đồ cây le á nó y hệt nhau anh em ơi. Đồ Zed với lại đồ cây le y hệt nhau, không khác cái gì luôn, ngoại trừ cái cuồng cung. Thì cây le cần cuồng đao hơn anh em ơi. Nó chỉ khác đúng một cái món đồ thôi. Còn đại bác với lại khăn hoặc là bàn tay á là Zed xài được
cây lê cũng xài được. Ngoại trừ cái cuồng cung của con Z nha, thì cây lê nó cần phải đổi là cái cuồng đao thôi. Z cũng 5 con nè. Nếu từ đây mà mình up lên level 6 hoặc là 6.5 nha anh em ơi, mà nó ra cho thêm mình 1 đến 2 con Z nữa mà mình không cần roll nữa, thì mình sẽ bắt đầu mình roll kiếm Z 3. Còn nếu như mà nó không ra thì mình sẽ chơi an toàn hơn, đó chính là nâng lên level 8 mình roll cây lê cho nó nhanh. Ok chưa? Tại vì mình chết sâu qua cái trận này rồi, không ai chơi cây lê hết anh em ơi. Bây giờ thì chưa có người chơi, nhưng mà về lay thì mình chưa biết, nhưng mà mình chết sâu qua cái gọi là cái độ hình đó, thì tương lai thì không có khả năng chơi nhiều lắm. Người ta chơi long tộc với lại là thiện xạ nhiều hơn. Khi mà anh em chơi đồ tể này nè thì Z không cần cái đồ hút máu nào nha, không cần huyết kiếm luôn anh em ơi. Đồ tể này nó hồi máu ghê lắm rồi. Mình nói sợ anh em không tin đấy chứ. Theo mình nhận định luôn nha, là cái bài Z này á, đang gọi là cái bài mạnh nhất lúc đầu game. Còn về lay game thì chưa biết nha anh em ơi, nhưng mà từ lúc đầu game đến lúc giữa game á, là mạnh nhất. Cái đầu xanh nó mất cái hai ra quái liên tục luôn anh em ơi, hai ra quái liên tục luôn anh em ơi, mất hai cung gỗ rồi đó, cay thiệt. Mình đành lấy cái đai lưng nha, tại vì mình đánh quá rớt hai kim bếp. Hai kim bếp này thì mình lấy hai đai lưng để mình ghép hai cái tộc đánh thôi, hai lá cờ dưới kia. Nhưng mà cái lá cờ dưới kia này nó cũng bị nếp một tí rồi, nếp hình như là xuống 30%, hồi buổi là 35, giờ nếp xuống 30, không biết nó nếp chưa nữa. Không quan tâm cho lắm cái 5% mà anh em ơi, không quan trọng. Ok, mua Akali, mua Akali với lại là Kenne này nè, nãy ra đi chợ có Sen nữa anh em ơi, nhưng mà Sen cầm kiếm bé không ngon cho lắm anh em ơi. Với lại là bây giờ mình cũng chưa cần 4 nhân rẻ lắm. Này, ghép đồ cho Yumi trước nha, cho giết một chút tốc đánh nè. Cái đồ này giống đồ cây le quá anh em ơi. Anh em ghép tốc đánh này nha, tại vì rất là nên. Tại vì mình nói rồi, đồ con giết xài được cái gì thì cây le nó xài được cái đó luôn. Nhất là cái búp tốc đánh này nè, giết xài được thì cây le nó xài còn mạnh hơn nữa nha. Nhưng mà anh em nên nhớ là Z này 2 tiền, nên nếu như mình nó ra sớm á thì snowball rất là dễ. Còn nếu mà muốn kiếm cây le thì anh em phải có một cái giai đoạn gọi là khởi đầu mạnh á, thì anh em mới lên được level 8 nên roll kiếm cây le. Nên cái này là gọi là phụ trợ nhau thôi. Trời ơi, ông này dành Z của tôi 5 con, giác vàng giác vàng xong đấu luôn á ba, kinh nhỉ. Không sao đó anh em ơi, cái bài này mình lo được, cái bài này mình lo được. Mình hiện nay là đang có 4 đến 5 bài meta đang rất là hot, và chắc chắn luôn nó sẽ thành gọi là hot meta khi mà nó về server Việt Nam và cũng như là các server nước ngoài khác nha. Tại vì những cái bài này mình tìm hiểu và cũng như là chơi và gặp qua, và mình cũng có xem stream của các thách đấu bên nước ngoài, thực sự là rất là hay luôn anh em. Chơi gách bán độ rồi anh em. Wow, giết ghép hai dây kia cho Z này, nó đánh nhanh thiệt chứ. Z không trang bị mà nó gánh đam ghê không anh em, kinh thiệt chứ. Đây anh em có thấy là Z không đồ nha, mà máu nó hồi kìa. Đó, chiếc Tina này nó bắn hồi nãy giờ nó tích cái cuồng đao nhanh quá thôi. Chứ Z không đồ anh em thấy nó đánh không, hồi máu cực ghê. Rồi với cái bài này mình hiện có thì tích lên 8 thì quá dễ anh em à. Nhưng mà trận này em cũng mạnh vải đái thôi, đừng có đùa. Có một người chơi cây le nha, có một người chơi cây le nha các bạn. Ông này chơi pháp sư nè. Nãy giờ nó vẫn chưa xuất hiện cái lồng đèn anh em ơi, nên mình vẫn chưa biết là nó sẽ cho mình cái gì. Tại vì khi xuất hiện cái lồng đèn á, anh em sẽ nhận được thêm rất là nhiều trang bị là thứ nhất nè. Thứ hai á, anh em sẽ nhận được thêm những cái món quà gọi là phụ trợ cho trận đấu của anh em, như là hủy đồ, như là tách đồ, như là đổi đồ các kiểu á, hoặc là rôn tướng. Đó, nhưng mà từ đầu game đến giờ nó vẫn chưa xuất hiện anh em ơi. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trong một lúc nào đó của trận đấu nha. Không có một cái cung gỗ luôn. À đây rồi, xuất hiện rồi. Cho hồ kiếm bếp kìa anh em, 100 đồng luôn hả? Vãi cái đái á, nó cho mình một đống tiền luôn, kinh thiệt.
Mình nhìn không nhầm là hồi nãy nó rớt ra cho mình 3 mảnh trang bị với lại là một đống tiền và một cái free roll. Wow, lồng đèn nó hơi bị chất lượng đó nha anh em ơi, hơi bị chất lượng luôn. Mà what the fuck, kiếm bếp đúng nhiều luôn. Mình thề với em luôn á, là từ đầu game đến giờ là mình không lượm một cây kiếm bếp nào luôn á nha. Nó tự rớt hết luôn anh em ơi, 4 cây rồi. Không lượm luôn anh em ơi, mà nó tự rớt 4 cây, không có nổi nó. Rớt gì chảy luôn vậy. Mình được một cái free roll nè, cái này là roll free nha anh em ơi. Là nó sẽ xuất hiện những con tướng cùng tộc hệ mà anh em bấm vào á. Khá là ngon khi mà anh em lên level cao, hoặc là anh em muốn roll sớm. Nhưng mà thường cái này nó xuất hiện trễ anh em ơi. Ra cây ly nè, từ đây mà mình up lên level 8 á, mình để dành tiền á nha, mà nó ra thêm con Z thì mình sẽ bắt đầu mình roll Z 3. Còn nếu như mà không thì mình up level 8 mình roll cây ly thôi. Mình tay công lý luôn đi nè mọi người. Ok, ở trong cái meta hiện tại á thì mình nghĩ nha, không cần ghép khăn nha anh em ơi, không cần ghép khăn. Mình cũng đã test qua vài trận mà carry á mà không có khăn á thì vẫn sống tốt. Bây giờ cái meta hiện tại á, anh em chỉ cần ghép đồ full dam là ổn nha, full dam hoặc full phép, không cần khăn cho lắm, mình nói thiệt luôn. Tại vì những con tướng hiện tại á thì không có CC quá nhiều, ngồi chưa cái hệ thần thoại, cái đậu xanh á, hệ huyền thoại gì đó, cái con chó gắt này nó mất dạy quá, hất tung nguyên cái sàn đấu thì cũng hơi mệt. Nhưng mà cái đó nó hất tung hơi lâu nên mà tích mana cực kỳ lâu luôn. Akali không cần thiết nha. Hình như ông này nổ hũ chưa ta, ông nó nổ chưa ta, ông này cũng chưa nổ hũ sao á. À, nổ rồi kìa anh em, nổ rồi. Mình đang chết sơ qua nè, toàn là long tộc không à. Toàn là long tộc không anh em ơi. Chết bốn nhà long tộc luôn. Trời ơi, what the fuck. Cái long tộc đó rất là có nhiều cách chơi nha. Olaf carry nè, Savannah carry nè, rồi cả Oren Soi carry nè. Rất là nhiều cách chơi khác nhau. Và một cách chơi nó sẽ có một cái độ hình riêng nha. Ông này hình như là vừa mới nổ hũ anh em ơi. Thua rồi, mang đa rất trẻ phát con giết của mình nó chết luôn kìa anh em. Đậu xanh đó. Đa rất tha găng, nó trẻ phát chí mạng, đa rất con giết của mình nó đi luôn. Mình gặp ông này mình thua đúng không? Ông này vừa mới nổ hũ mà, mạnh vãi luôn á, sao thắng nổi. Ông này định chơi khô móng với thằng tài nè. Ê, cung gỗ anh em ơi. Từ đầu game đến giờ mình thề với luôn là không lấy được một cái cung gỗ nào. Mé ơi. Cái tuồng cá đi mà. Oh my god, 4 ra đi chợ. 4 ra đi chợ đây mà. Holy shit. 4 ra đi chợ không lấy được một cái cung gỗ nào ạ. Kiếm bếp thì cứ gọi là dồi dào luôn. 50 kiếm bếp rồi. Không có tin được. Rồi, ok, chết lại xem nè. Thôi chắc là mình chuyển sang bài cây ly mình chơi thôi. Ui, ông kia bắt Z đó kìa. What? Ông kia không chơi Z mà vẫn bắt Z anh em. Con lợn này. Ồ, cây ly Saiya luôn hả? Trời ơi, đúng bài luôn hả? Gì nữa? Cây ly Saiya giờ kiếm thêm con Kindred thôi. Bỏ nha anh em ơi, không có chơi Z nữa. Không có cho Z nữa, bỏ này vào đi, cho thêm chút tăng, hay là thêm chút CC nữa nhưng mà được. Ông kia không chơi Z nha, mà vẫn bắt Z2 này mà, yếu hiểu luôn. Còn cái ông kia bắt 6 con Z rồi là 9 Z rồi. Mình bắt 5 con nữa là 10 mấy con rồi, 14 con rồi. Thôi bỏ thôi, chơi Kaylee thôi. Cái bài Z này đếp ổn không? Đó, cực kỳ phê luôn. Mình đếp các bằng cái bài Z này mà khi có Z tinh anh đó. Chỉ cần ghép đồ chuẩn tí với lại là nó độ mình tí thôi anh em ơi, là mình có thể đép lên được level 8 luôn nè. Rất là dễ dàng luôn. Level 8 hơn 50 tiền. Ô, cây ly ra nhiều này. Ron phát nữa nè. Trời ơi, nhận biết bài tốt luôn anh em ơi. Cây ly lên được 2 sao luôn nha. Từ đỡ nốt rao đi xong rồi mình đổ đồ luôn. Bán giết đổ đồ luôn. Bây giờ chưa cần nha. Từ bán trước này đi, bán này luôn.
bỏ cái này vào tích cái hệ cái này nữa. Mình sẽ mất cái búp nhận dễ nhưng mà cũng không sao, không quan trọng anh em ơi. Rồi sau bán rồi. Đang có cái hệ gọi là Keeper luôn nè. Con Saiya này hồi trước á, khi mà vừa mới ra anh em ơi, thì lượng đam của nó khi mà nó dùng skill á, quá lỗi luôn. Nên giờ Riot nếp liên tục hai phiên bản. Ở bên BB nha, là một ngày nó cập nhật một lần. Anh em nào chơi thì em sẽ biết cái cảm giác mà ngày nào cũng vào gọi là chơi cập nhật hết. Nhưng mà được cái là hơi nhanh, tại vì nó cập nhật nhỏ không à, nó cập nhật nó thay đổi những cái chỉ số á. Hốc fit anh em ơi, cập nhật liên tục ạ. Ok, tướng ngon nè. Giờ mình bán con Zed này là sợ khi lên được Zed 3 luôn á. Nhưng mà vẫn phải bán thôi. Trời ơi đồ kìa. Má thề với anh em là từ khi mà nó cập nhật lại cái ô mà đỡ đồ này nhìn ngu vãi đái luôn á. Thề. Thứ nhất á, là nhìn nó khó chịu anh em ơi. Thứ hai á, là nó không có còn cảm giác mà phê lòi khi mà mình rớt đồ nữa. Anh em biết cảm giác mà phải hồi hộp xong rồi lượm món trang bị mà nó nhảy ra không? Còn này anh em lượm phát là nó vô đây luôn. Lượm phát là nó vô đây luôn. Với lại cái bậc thứ ba á, là mình coi cái nhà khác á, nhìn khó chịu ác. Hồi trước là mình chỉ cần bấm vô đúng không là mình thấy. Còn bây giờ là mình phải ngó ở xuống dưới nữa. Khó chịu cực luôn. Ui mấy cái rau cuốn nó rớt lần hai cung gỗ anh em ơi. Đồ chuẩn cây le luôn. Đồ thế giới luôn cái gì nữa. Ui nè cô nữa nè. Vừa mới bán Zed nha, nó ra thêm con Zed nữa. Hợp lý quá. Spirit à, không cần cho lắm nha. Từ kích cái hệ bí ẩn với lại là giờ mình còn phải kiếm thêm con Kindred nữa này mà. Mình vẫn chưa tin anh. Cái này là chắc ghép một cái thánh thần nhân tạo đi cho con Saiya nè. Kích cái hệ thánh thần đấy nè. Bốn thánh thần nè. Cái này đồ này đúng đồ thế giới luôn nha. Mình xiết lại là trong cái meta hiện tại là không cần khăn cho lắm. Không cần khăn nha anh em ơi. Cái lê đồ này là đẹp nhất luôn rồi đó. Bàn tay công lý, rồi cuồng đao, rồi đại bác. Nó quạt cho thúi luôn anh em à. Khăn thì nó sẽ thiếu đam rất là nhiều luôn á. Thiếu. Nhưng mà khi mà nó kết hợp với cái hệ mà mình nói là cái hệ đào bồi nè anh em ơi. Từ chết xem. Một kia u ông này giết nữa. Nè cái hệ Isukutinoe nè anh em ơi. Không biết đọc sao luôn nhưng mà mạnh vài trưởng á. Khi mà nó kích 4 á thì nó sẽ có 99% cho 100% luôn là dưới 100% máu hoặc là 99% máu á, thì nó sẽ bắn chí mạng và skill cũng chí mạng luôn. Nên đồng nghĩa với việc cây lê nó quạt chí mạng liên tục nha anh em. Ảo lắm, nó mạnh kinh khủng á. Nhưng mà muốn kích 4 á thì anh em phải có tinh anh, tại vì cái hệ này chỉ có 3 con thôi, Saiya, Kindred với lại là con cây lê này. Trời nó quạt kìa, sướng chưa? Tôi không quan trọng. Khi mà anh em lắp đại bác cho Kaylee á, là đồng nghĩa việc cái tầm đánh của nó là toàn bản đồ rồi. Toàn bản đồ luôn. Mình lưu ý nha. Thì khi mà anh em chơi cái meta này và cũng như là cái độ hình này á, thì nó sẽ có một cách kết hợp rất là mạnh luôn. Là đại sư, cái hệ tên dài nhất thế kỷ này với lại là Divine nha. Và kết hợp với thêm bí ẩn hoặc là hộ vệ với lại là Spirit nếu như mình anh muốn. Ui con xe này nhìn ngon đó nhưng mà mình đang muốn kiếm cây le anh em ơi. Chơi á là phải nuôi mộng lớn đúng không? Sen thì đại sư cũng ngon đó. Mà mình muốn kiếm cây le bay hơn, tại vì mình có Nerko mà. Mình có Nerko mà anh em ơi, ngại gì mà không thử đúng không? Giờ chỉ cần roll ra thêm được một con cây le nữa với lại là một con cây lê tinh anh là xong rồi đó. Mà ra không thì không biết. Ồ cái lê đồ này nó quạt thì thôi máy ơi luôn. Nhận không ra luôn. Cái mức 1 của cái hệ Isukutino này nè. Là sẽ là 33% máu nha. Là đối phương dưới 33% máu á, là tất cả skill. Và cái đồ đánh thường của cái hệ này á, là sẽ chí mạng hết. Còn cái mốc thứ hai á, là 66%. Cái mốc thứ ba á, là 99%. Nó để 99% cho đẹp thôi em ơi, chứ thật ra là đánh thường cái là dưới 99% máu rồi. Là chắc chắn là quạt chí mạng luôn rồi, gì nữa. Bá vải đái luôn ạ. Ui cái le này em ơi. Cái le ngon nè.
Là món cái lên này về mà chỉ cần roll nó được thêm con tên anh nó thôi là có đủ luôn á. Với lại là blue này cũng khá là ngon. Rồi, ngon thì móc thôi, sao đâu. Ngon thì móc thôi. Có khăn nè, khăn cho ai đây. Thông đạo nè. Thôi lấy thông đạo đi nè, lấy thông đạo đi nè ơi. Trận này nhiều sát thủ lắm. Thông đạo đi, Yumi lên lên. Yumi lên 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 2 luôn, cho nó tăng luôn cái sao nữa. Mình nghĩ là cái đồ này là rất là chuẩn luôn á nha anh em ơi, rất là chuẩn luôn á. Trừ khi mà anh em muốn kẹp thêm con IG hoặc là con On hoặc là con Rakan vào thì nó sẽ có thêm những cái búp khác. King Red 2 nè. Kaylee nè anh em ơi. Có cả Irelia nè. Mình thay con dắt nha. Khi mà anh em có On á, với lại là có thêm con Rakan á thì anh em có thể bỏ bớt gọi là đại sư ra hoặc là bỏ bớt thánh thần ra. Tại vì cái này mình có thánh thần nhân tạo á nên mình mới bỏ con Lee Sin vào, chứ thường á cái meta này á, cái đồ hình này á là chỉ có hai thánh thần thôi nha anh em ơi, hai thôi. Tại vì cái này mình có biến nên mình bỏ bốn luôn cho nó mạnh. Còn nó thường là hai thôi. Thường nên sẽ bỏ thằng On hoặc là con Rakan vào để kích cái hệ hộ vệ với lại là thần rừng. Rồi On đúc đồ luôn. Bá lắm. Cái hệ này là nếu như mà anh em lên được level 8 mà Rona tướng á là snowball cực ác luôn. Ồ, có On này nhưng mà Shiba không có slot để bỏ vô. Có Yumi mà Yumi 2 rồi. Yumi nữa. Giờ ra thằng tài tên anh ba. Mặc dù rất là muốn chơi đó nhưng mà trễ quá. Dắt 2 à. Nâng cấp tạm đi anh em. Thề Yumi ra mắt nhiều luôn. Nãy giờ Ron không được Xayze 2 này mà Xayze cầm đúng nhiều đồ luôn, không lên được 2 sao. Có đậu xanh hết chứ. Cái ly nó quạt thì thôi gọi là máy ơi luôn nha. Thấy không. Wow. Wow. Kinh khủng thiệt. Cái này mà tí nữa ra tin anh gọi là cây le mà có hệ tên già vải đái á, trời ơi thì mắc binh luôn em ơi. Ui ông này từ khi mà nổ hũ thằng ta một cái mà chơi xong ta cái giờ mạnh vời lời luôn kìa. Cái ông kia kìa. Yurei 2 nè. Mình không nhớ cái tên tiếng Việt của cái hệ này là cái gì, cho nên là nhớ thì đừng quên nhắc mình ở phía dưới nha. Tại vì bữa giờ mình chơi tiếng Anh không à. Cái đồ này mình vẫn đang phân vân là không biết nên ghép cho thằng nào nè. Còn dư tận là 4 món nhỏ anh em ơi. Mình có một lần roll free nha. Nhưng mà anh em nên nhớ cái lần roll này á, là không thể nào mà xuất hiện tên anh được nha. Nó ghi ở trong đó luôn rồi. Là không thể nào mà roll cái đó mà xuất hiện tên anh nha. Không cần roll cái đó luôn anh em ơi. Có luôn nè. Nó cô luôn. Trời ơi. Anh em xem nha. Cái này là tên anh thánh thần là mình bỏ dắt vào nha anh em. Còn con Zone này thì lên level 8, lên level 9 mình bỏ vào thôi. Trời ơi anh em ơi. Nếu mà tên anh kia thì ngon hơn nhiều. Còn cái này tên anh thánh thần thì nó cũng hơi cuồng tí. Nhưng mà có gì sợ ở đó rồi, không quan trọng. Ok, còn hít kiếm này thì thật sự là không biết ghép cho ai luôn mà. Không biết ghép nào luôn. Không nào còn á anh em ơi. Đây là 3 chấm hỏi liền, chấm hỏi liền. Ủa nó quạt luôn, what the fuck. What. Bro, what the fuck. Bạn chấm hỏi luôn đây mà. Bạn chấm hỏi luôn. Bạn Kaylee 2 rồi nha, mà mình vẫn lên được Kaylee 3 là mình mắc hơn luôn á. Bạn Kaylee 2 rồi đó. Kaylee mình nhớ không nhầm là tướng 4 tiền là có 12 con, mà bạn 3 con rồi. Mình lấy 9 con nữa là đúng luôn á anh em ơi. Là đúng 12 con luôn á. May mà có Nico, không là cúp luôn rồi đó. Bro what. Quái quái cái gì ông nội. Tôi roll đó. Tôi roll nó mới ra đó. Ui cái ông kia thằng tài. Snowball kinh quá nhờ. Cái On đúc đồ hắc đồ cái kiểu luôn kìa. Như mình gặp luôn nè. À không phải không phải à, nghe nói là cũng mạnh. Quạt cho tôi. Cái lên này nó quạt thú đầu luôn anh em. Quạt trẻ luôn à. Ủa, nó quạt một mạng thiệt đó anh em ơi, không đùa. Vãi kìa.
một mạng thiệt anh em ơi. Cái này là mới có 66 gọi là dưới 66% máu là mới crit damage á. Còn khi 100% thì thôi chứ không có nổi nữa. On giờ không có đúc đồ kịp nữa rồi, tính bỏ on và đúc đồ nhưng mà không kịp anh em ơi. Swan à. Kiếm Lee Sin với lại là Zone hay là Bắc Binh. Ok, Zone 2 nữa là Bắc Binh nhé. Đây, nghe nói thằng Tàn cũng mạnh đúng không? Thằng Tàn chất vàng cái kiểu đồ cũng nhiều đấy, nhưng mà cái lê. Trời ơi, vãi luôn. Ông đó còn hơn. Wow, win luôn nè. Mạnh quá mà anh em ơi, quật trẻ kinh thật. Cái lê cơ bách nha. Ok, giữ tất cả nữa nha, tạm biệt anh em, hẹn lần sau nha. Bye bye.